chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin hot của FPT Shop Channel. Ngày hôm nay là ngày mở bán chính thức của chiếc Samsung Galaxy Note 9 thị trường Việt Nam. Không biết là có bạn nào chúng ta đặt hàng rồi nhưng mà chưa đi lấy máy hay không? Nếu chưa thì hãy nhanh chóng đi lấy máy đi nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bản tin ngày hôm nay nhé. Mobistar X sắp sửa được truyền làng. LG V40 sẽ sở hữu 5 camera, con số kỷ lục trong thế giới smartphone hiện tại. Oppo R17 Pro chính thức ra mắt. Sau khi mà chiếc iPhone 10 được ra mắt với một cái phần Note tài thọ ở phía trên thì sau đó có rất là nhiều những cái hãng Android khác bắt chước theo cái thiết kế đó. Và mới đây một hãng điện thoại với thương hiệu Việt vừa tung ra một sản phẩm với một cái thiết kế rất là giống với chiếc iPhone 10 và đó chính là chiếc Mobistar. Theo một nguồn tin nội bộ từ Mobistar, hãng này sắp ra mắt chiếc smartphone mới có thể tạm gọi là Mobistar X, được giới thiệu vào ngày 30 tháng 8. Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Mobistar sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng để tập trung phát triển tại Ấn Độ. Dựa trên những hình ảnh này, có thể thấy Mobistar X sẽ là chiếc smartphone đầu tiên có thiết kế màn hình tài thỏ của Mobistar. Cảnh dưới còn được tô điểm bởi những họa tiết chấm bi li ti khá lạ mắt, tạo hiệu ứng viền mỏng. Cụm camera kép có khả năng xóa phông đặt ở mặt lưng, được gộp chung với đèn flash rất hợp xu hướng hiện nay. Smartphone mới của Mobistar dự đoán sẽ chạy trên con chip 8 nhân và Android 8.1. Trước đây thì chúng ta đã từng quen với những chiếc điện thoại có 2 camera sau nè, 1 camera trước, hoặc là gần đây là những chiếc smartphone của Huawei với 4 camera. Tuy nhiên thì đó vẫn không là gì cả với chiếc LG V40 bởi vì chiếc điện thoại này sở hữu đến tận 5 camera. Theo những hình ảnh này, V40 sẽ có thiết kế hoàn toàn mới. Với mặt trước có nhiều chi tiết mượn từ dòng sản phẩm S8 và S9 của Samsung. Màn hình của máy rất có thể vẫn có tay thỏ, nhưng có chế độ giấu chúng đi bằng hình nền đen, nhưng vẫn có thể dùng để đặt giờ. Việc hãng trang bị cảm biến vân tay ở mặt sau có thể cho thấy máy chưa được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình như các hãng khác. Tính năng mà người dùng chờ đợi nhất trên V40 đó chính là hệ thống 5 camera, 3 ở mặt sau và 2 ở mặt trước. 2 camera ở mặt trước sẽ được hỗ trợ đo khoảng cách để chụp ảnh selfie xóa phông. Còn cụm 3 camera mặt sau hiện chưa rõ vai trò của từng thành phần, nhưng có thể là một camera góc rộng, một tiêu chuẩn và một camera tele. Sản phẩm sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 9, nên có lẽ chưa kịp sử dụng vì xử lý Snapdragon 855, mà sẽ vẫn sử dụng dòng cao cấp nhất hiện nay là Snapdragon 845. Một số thông tin như RAM, bộ nhớ, giá bán hiện vẫn chưa được lộ ra. Sau chiếc Oppo 9 được ra mắt với một cái thiết kế màn hình giọt nước rất là ấn tượng, thì chiếc Oppo R17 Pro cũng đã được ra mắt với một cái thiết kế tương tự. Theo trang công nghệ GS Marina, Oppo R17 Pro sở hữu màn hình giọt nước kích thước 6.4 inch, độ phân giải Full HD Plus và sử dụng công nghệ tấm nền AMOLED. Màn hình này được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass 6 mới nhất của Corning và Oppo thì có tỷ lệ bao phủ lên đến 91,5% diện tích mặt trước. Máy ảnh là một trong những điểm nhấn lớn nhất của Oppo R17 Pro. Cụ thể, sản phẩm này sẽ được trang bị hệ thống 3 camera ở mặt sau với cảm biến chính có độ phân giải là 12 megapixel và có khả năng thay đổi được khẩu độ f1.5 đến f2.4, tương tự như bộ đôi flagship Galaxy S9 và Note 9 của Samsung. Camera thứ hai sẽ có độ phân giải là 20 megapixel, trong khi cảm biến cuối cùng sẽ làm nhiệm vụ đo chiều sâu để mang đến những bức ảnh chân dung, xóa phông, tạo hiệu ứng bokeh đẹp mắt cho người dùng. Chưa hết, Oppo R17 Pro còn sở hữu camera selfie AI độ phân giải 25 megapixel hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 3D. Về cấu hình, Oppo R17 Pro hoạt động trên nền tảng ColorOS 5.1 dựa trên hệ điều hành Android 8.1 với sức mạnh xử lý được cung cấp từ con chip Snapdragon 710 đi kèm dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Đặc biệt, viên pin 3700 mAh của R17 Pro sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ sạc siêu nhanh Super VOOC, tính năng cao cấp vốn trước đó chỉ xuất hiện trên phiên bản Oppo Find X Lamborghini và hứa hẹn sẽ sạc đầy 40% pin chỉ trong 10 phút với bộ sạc được cung cấp. Điện thoại này sẽ chính thức bán ra tại Trung Quốc vào tháng 10 tới đây với mức giá khoảng 14,5 triệu đồng. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo nhé.